大开王王王大开王王王大开王大公家用场王大开王王王大开王王王大开王大公家用场王大开王王大开王王大开王王大开王Còn phố đã lên đàn mà lên đàn phải xuống phố để dây ngố như không cây đầu bởi hộp số vì công việc hàng ngày chắc chứa quá nhiều toàn nhữ là vết thố nên vì thế tao dùng con khô tẩy rửa đi hết những điều thống khổ và tao sống không có lỗ sống luôn đúng chỗ thằng Vinh Boy nó đã gọi điện nó bảo là tối nay có show và tao hỏi nó đang ở mua nó nói là tao ở casino ai giỡn hay đang chơi mày đang giỡn hay đang chơi 5 phút nữa tao xuống tận nơi có mấy con gửi rủ tao đi chơi vì đêm nay tao muốn buông lời có mấy anh em cùng đi xong hơi ai cũng nói Vinh Boy hình chép là mất việc 95% là sai tụi anh đẹp trai là đúng việc nào nằm mình cùng lại đây phê pha phê cho nó hết thấy đường về nhà nào nằm mình cùng lại đây la la chơi cho nó hết tối nay muốn chung nhà quăng ta cây bon quăng ta cây bon quăng ta cây bon ta cùng chơi dòng đừng lo vì hôm nay là thứ hai ngồi xuống lại đây mà chiêu là bốn người ra đốt là đốt là đốt là bốn người ra con ngày mai nó dám lên tiếng thì tao sẽ cúi đầu cuộc chuyện này chẳng có mấy kỳ được sớm đâu để mày thì chẳng thế nào mà giống tao thế nên cứ việc tốt chẳng cần phải đúng sai chẳng sẽ không ngày mai ta còn ngồi với nhau hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai chắc chắn là thứ hai này hôm bị ơi còn tâm thì phi ngồi kia làm chi mình muốn